Đây là công thức làm bánh lăng của Vĩ nè. Bạn nào mà chưa từng làm thành công bánh lăng thì ngày hôm nay làm thử theo công thức này đi. Vĩ đảm bảo là sẽ rất ngon luôn. Vĩ dùng nửa hộp sữa ông Thọ, 3 bịch sữa tươi có đường và 5 quả trứng. Đầu tiên, Vĩ sẽ khuấy đều hỗn hợp sữa ông Thọ và sữa tươi có đường. Trứng thì các bạn cho cả lòng đỏ và lòng trắng, đánh nhẹ nhẹ. Khi mà tan hết rồi thì các bạn rây qua rây và trộn đều với cái hỗn hợp sữa hồi nãy mình mới vừa đánh. Còn công thức của caramel thì mình dùng một chén đường, nửa chén nước, nấu sôi từ từ với lửa nhỏ cho tới khi nào được cái màu mình ưng ý rồi thì mình tắt bếp. Tráng lớp caramel dưới đáy hũ và đổ cái hỗn hợp sữa hồi nãy mình mới vừa làm xong. Cuối cùng là hấp từ 20 đến 30 phút là bánh chín. Khi hấp thì các bạn nhớ vặn lửa riu riu, đừng vặn lửa to thì bánh sẽ bị rỗ. Kể mấy bạn nghe, vì có nhà em á, mỗi lần mà nó làm bánh lăng, tâm trạng vui hay buồn thì dễ biết lắm. Hôm nào mà nó vui á, nó dặn lửa nhỏ, nó đánh trứng nhẹ, cái bánh lăng nó mịn, nó ngon. Còn hôm nào mà nó buồn á, thì nó đánh bông trứng lên, lửa thì nó vặn thiệt là to. Thành ra ăn cái bánh lăng cứ như là trứng chiên vậy đó. Mấy bạn cũng nhớ nha, khi mà đánh trứng thì mình phải đánh thật là nhẹ, không để cho lên bọt. Và khi mà mình hấp á, thì cũng hấp lửa nhỏ thôi. Để biết bánh chín hay không thì bạn lấy cây tăm xiên vào trong bánh. Nếu mà không có dính vào cây tăm thì bánh chín rồi đó. Bánh chín bạn bỏ vào tủ lạnh vài tiếng là đã có thể ăn được rồi. Công thức này bạn Vĩ chỉ mấy năm rồi, nhưng mà từ đó đến nay lúc nào Vĩ làm theo công thức này thì bánh lăng cũng ngon hết á. Hôm nào rảnh các bạn thử làm theo công thức này thử xem.